一張嘴念傻痴痴，我不起说话像冬天，我甘愿长相依，决意一生跟你。 这故事难启齿，星星闪过渐漆黑，远远追逐无止境，随便讲心里没你。Ngoan nha, cái thằng vừa rồi thiệt ghê quá. Không về thì đâu có lên đây. Còn nữa, cái người ở phòng số 4 đừng có cho nó đi nha. Là ai vậy? Là gì đó? Ờ. Ê, ra năm. Ôi, ê, 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 tôi rồi. Uống đi, uống đi. Rồi cái bụng nè. Ngay là uống ly nước trước đi nha. Mình mới gặp lần đầu mà. Ê, ra cái gì? Ra cái gì? Chuẩn bị nha. Chơi lại. Đừng có vậy mà, lịch sử chút đi. Chút mà làm gì mắc cỡ chứ. Đây. Nè, làm gì kỳ vậy? Hả? Ai biểu bỏ mặt người ta? Thì anh bỏ mặt em hồi nào? Giờ giấy bẩn thỉu quá. Được, để em đi thay quần nha. Giờ rồi nếu không phải có chị, tôi thì không biết là sao nữa. Khờ quá, chị em với nhau mà. Cái chiều này là do người chị em hôm xưa ái liền dạy cho tôi đó. Ê, Ái Liên, người ta kêu lớn, chị cũng kêu lớn như vậy. Rõ ràng là muốn nổi bật mà. Tôi đâu có. Hey, Lily à, chị là nữ vai chánh mà. Cốt truyện xoay quanh ở mình chị thôi. Tôi chưa kêu ngưng mà, tại sao chị ngưng? Tôi thiệt khó xử lắm. Ông chủ à, em không chịu đâu. Lily, em diễn xuất một cây rồi. Ái Liên, lát nữa đừng kêu lớn quá nha. Thôi, tiếp tục đi. Ái Liên, siêng năng lắm chứ. Thật ra vừa rồi tôi không muốn đẩy cô đâu. Cô diễn thiệt khá lắm. Nhưng cô cũng biết mà, cô không phải dài chánh đó. Ê, cứ đọc kịch bản có ích gì chứ. Tôi sẽ cùng có ngồi villa. Đầu bếp nấu ăn giỏi lắm. Bữa nào ghé đó chờ nha. Không cần đâu. Tôi muốn đọc lại kịch bản để lát có thể diễn khá hơn. Ái Liên, tôi tặng quà cho cô. Cô cho tôi biết giá đi. Chỗ này tôi không có được hiểu lắm. Tôi muốn đi hỏi đạo diễn. Đạo diễn hả? Đạo diễn. Nè, chị định cái gì đây? Vẫn còn bên ngoài. Con nhỏ này lại muốn lợi dụng tôi hả? Nè. Không cần. Chuyện gì đây? Anh Giang, em không tới gặp anh thì sẽ không được nhìn thấy anh lần cuối. Steven, em hãy ngủ sớm, không cần nhớ nhung. Chị thiệt là lợi hại chứ. Franco, 2.000 đồng có chịu không? Chị còn lợi hại hơn tôi ở hôm xưa đó. Cái chiêu này chị dạy tôi đó mà. Ý, sao anh ở đây? Anh đã cho em cả đêm. Sao anh không gọi điện thoại cho em biết trước? Em đã hẹn với đám chị em đi đánh bài rồi. Lần sau điện thoại cho em sớm đó nha, để cho anh khỏi phải chờ lâu, đúng không? Vậy được, lần sau hẹn em sớm hơn. Nhớ hẹn sớm chút nha, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye ha. Bánh nướng đây. Ông mà ông cần bánh nướng không? Bạn bên đây, bên đây. Bạn số 8 đi. Nhanh lên bên đây, bên đây. Bên đây nè. Cảm ơn. Bánh nướng đây. Bánh nước đây, ông ăn bánh nước không? Coi báo đi. Ê, anh Đông, bánh nước chiên. Có ngay. Ê, Ái Liên, phim của chị chiếu rồi. Thì nói chi cho nhiều, ăn bánh bao đi.
Tôi không ăn bánh bao. Hey, bánh ướt đây. Nè, có lấy tương ngọt hay không? Ăn tương ớt không hả? Không cần. Đúng rồi, Ly đi hói đóng tiền nhà đó. Tôi biết rồi mà. Nè, mấy bộ đồ của tôi cô đã lấy đi giặt rồi hay chưa hả? Điên tưởng tôi là người ở sao? Phải rồi. Thì nếu không tôi sẽ không có đồ mặc đó. Một lát tôi phải tới quán ăn khác để làm thêm nữa. Có biết hay không? Đâu mà? Đâu? Tới ngay. Bye bye nha. Ừ, bye. Nhớ mua nha. Hey, được rồi, đi trước đi. Được. Đi, tôi trả cho. Nè, đi xin đồ ăn đi hả? Phải rồi, chờ chút đi hả? Sao ngồi dễ liền? Chuyện gì vậy chứ? Suy nghĩ ra sao đây? Chừng nào chịu chụp hình cho cuốn sách của tôi? Tôi không có chụp cho sách về đâu. Thì phải, coi chị em của tôi là cái gì? Tưởng rẻ tiền vậy sao? Đồ điên. Rẻ tiền hả? Nhưng mà vậy, tờ hình của chị rất đẹp. Để tôi lót được cho chị. Chụp mấy loại cao cấp một chút, vài 30 ngàn thì chắc có. Nhưng phải cho tôi coi toàn tướng. Nè, đủ rồi nha, coi tôi là cái gì chứ? Phải, muốn coi toàn tướng hả? Đi kêu điếm đi. Chuyện gì đây? Giả bộ ngây thơ hả? Hình trần truồng của chị đã dán khắp phố rồi. Bây giờ tôi đóng phim mà. Nếu tôi muốn kiếm tiền này chừng nào tới phiền anh chứ. Thì chị phải. Tưởng gì là minh tinh hả? Chị đóng phim cấp 3 thôi. Ê, tôi cho anh biết nha, đóng phim cấp 3 không thể nổi sao? Ái Liên diễn khá như vậy nhất định sẽ được nổi mà. Đi chỗ khác đi, đồ dê chúa. Mắc mớ gì tới bà chàng? Sao không mắc mớ? Chị em của tôi đó. Anh Quê, anh đã ngồi chỗ tôi đó. Trả lại chỗ cho anh nha. Đứng yên. Có chuyện nói với anh. Ái Liên là chị em của con đạo của tôi. Đụng chạm tới cổ nghĩa là đụng chạm tới tôi. Bộ anh chán sống rồi sao hả? Đi. Đâu dám chứ anh Quê. Tôi chỉ là muốn kiếm Ái Liên để mà chụp hình thôi. Lại không biết các vị quen biết nhau. Tôi được, tôi đã biết rồi hả? Tôi biết rồi. Để lại máy hình đi. Dạ anh Quê. Cút đi. Nè, ai vậy hả? Tính tiền nữa. Anh Quê cũng may là có anh thôi. Ăn đồ đi nha. Được. Cảm ơn anh Quê. Cái thứ mất dịch nó không hét nó không được đâu. Thì phải. Mẫn à, thật ra em đi làm ở những nhà lớn phải tốt hơn không? Là đi kiếm mấy chỗ nhỏ làm gì? Hey, bắt tôi phải đi cua cô. Ê, nếu em qua mấy cái chỗ lớn làm, anh chỉ lo coi nhà thôi, đâu có rảnh coi em. Lát nữa đi đâu? Lát Ái Liên làm ca sớm, em phải đưa chị đi làm. Phải, hôm nay làm ca sáng đó. Phải. Sao ngộ vậy? Chờ. Ê, anh Tinh. Xem chút hết hồn. Cần gì phải sợ, anh đã núp 3 năm rồi. Chính vì đã núp bấy lâu, nếu bị bắt được thì thiệt là tiếc. Vậy thì phải. Đúng rồi anh Tinh à, cho anh đó, gà. Cà đi gà hả? Ăn 20 mấy năm rồi không có thích đâu. Là xôi gà đó. Xôi gà hả? Tôi thích. Vậy ăn đi, tôi đi nha, bye bye. Tan sở hả? Phải, anh đi làm à. Xong xuôi rồi. Thì cảm ơn anh nha. Mới đây đã lo xong. Nếu không thì không thể nấu ăn đó. Không có gì, để tôi lấy cái bình về nha. Uầy, nè nè, uống lọ nước ngọt đã. Không cần, mất công tốn nước đầy bụng. Coi anh kìa, đổ mồ hôi đầy trán rồi. Để tôi lau cho anh nha. Không cần đâu, đã quen rồi, không cần. Không cần. Cảm ơn nhiều, bye bye. Sao đây? Đâu có gì. Em nhỏ, người nhà của em đâu?
Ê, xin lỗi sếp, xin lỗi sếp. Ê, xin lỗi sếp, xin lỗi sếp, đi ngay hả? Có biết chỗ này không thể đậu xe không? Sếp hai à, thông cảm lần nha. 3 phút sau trở về, tôi sẽ đi quất bóng liền. Căn cứ bằng lái xe. Đều nhờ sếp tôi đi ngay mà. Căn cứ bằng lái xe đây. Sếp hai, không cần ngán như vậy chứ hả? Chỉ là kiếm ăn thôi. Nếu như mà xe nào cũng đậu như xe anh, lỡ như có chuyện gì, sẽ chưa lỡ làm sao mà vô đây. Cảm ơn. Nhanh tay chút đi. Người gì mà ác dữ vậy? Đã mất cho tụi bay gặp xui rồi. Tháng này hết tiền đóng hộ phí. Tiệt là xui xẻo. Ê, xui xẻo quá bà con ơi. Sao ba từng nói cảnh sát là người tốt? Chú không phải là người xấu đâu, chỉ làm theo luật thôi mà. Thiệt là mất dạy mà. À, nếu sống mình đây. Có đồ ăn không? Vậy rồi hả? Cố tình mua về cho con ăn với bánh mì đó. Sao bị mất vậy? Nếu không đâu có được rẻ vậy. Chưa quá hạn đâu. Có ăn được không? Ba hại con sao? Chết thì chết. Ngon quá ha. Mẫn à. Qua đây. Bà muốn bắt chước hắn. Nhuộm một chùm màu đỏ. Không biết màu đỏ đẹp hay là màu vàng đẹp hả? Quê, muốn cua tôi hả? Anh đừng có hòng. Mẫn. Ý, anh Tinh, đi làm hả? Không đi làm đâu có cơm ăn. Quê, nghe nói dạo này bắt dữ lắm đó. Núp lại đi. Không đóng tiền nhà là hết chỗ ở đó. Số thẻ căn cước là 492665. Nghe rõ không? Quê, làm gì đó? Quê, đứng lại. Tổ tình nghi đã tới. Đứng lại. Sao có cảnh sát xuất hiện? Quê. Cảnh sát đang lên tới. Dừng tụi nó lại, đừng cho tụi nó lên. Ok, chú Kiên làm sao bây giờ? Cái đám người này làm ăn kiểu gì đi? Sao lại bị cảnh sát lên tới đây chứ? Ê, anh Tinh, có chuyện gì? Cảnh sát rượt tôi. Sao còn chạy về đây, núp màu đi. Quê. Hả? Có thấy người Ấn Độ chạy ngang đây không? Có. Bên kia. Anh Tinh à, qua đây. Tôi xí gạt cảnh sát, nói là anh chạy bên kia. Để lát hắn quay trở về là chuyện lớn đó. Hay là anh đi bằng ngã sau đi nha. Ok, đi. Nghe kỹ đi, coi sao đã, đi làm mẫu. Dạ nghe rõ. Nè, đứng lại. Có cảnh sát. Bắt cái ta. Action. Đứng yên. Xe dậy đi, đứng yên. Thấy lưu đạn chạy. Ê,
để chạy thoát một người. Tôi xuống dưới chân lại kêu phi ổ đi. Yes sir. Bước ra. Thì trẻ có anh em của mình hả? Yes sir, giải tán. Ủa, chú là chú Kiên mà. Tôi là BC 1746 nè. BC cái gì? BC dẫn anh đi nhà thương. Anh làm gì đây? Kêu anh đi tuần tiểu thôi, đâu có kêu anh đi phá đám người ta. Anh có biết vừa đó tôi đã theo cả tháng trời hay không? Phải, tôi biết anh xiên lắm, nhưng làm việc á thì phải có phương pháp, bướng bỉnh thì không xong đâu. Vào đi. Sếp Châu, Mã cảnh nhân đã tới. Nè, tôi chưa có nói xong, đứng ở đây chờ tôi nha. Đứng kiểm thảo lại đi. Yes sir. À, ông Mã, cảm ơn hợp tác. Không cần cảm ơn. Bây giờ tôi thiệt bực lắm. Đàn em của sếp ý gì đây? Hãy rảnh là mời tôi về hỏi chuyện. Muốn châm chích tôi hả? Ông đừng có hiểu lầm. Là như vậy, anh em chúng tôi đang điều tra một vụ mua bán xì ke. Vụ này có liên quan tới những viên chức của công ty tài vụ, cho nên mời ông giúp việc điều tra thôi. Sếp Châu, thân chủ của tôi có ngàn mấy nhân viên, tôi nghĩ chưa chắc giúp được sếp đó. Hả? Cho dù là có bực bội đi nữa cũng phải trả lời theo lệ thôi. Dạ đúng, sếp Châu, theo lệ cũng là màn đó. Không biết gì hết. Vậy hết chuyện rồi chứ? Đi được chưa? Mời tự nhiên. Bye bye. Chú Kiên, chú đi theo tôi. Yes sir. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chú chỉ bắt mấy con tép vô dụng thôi. Chúng ta phải bắt Mã Thiên Bình. Lần này tôi thì là thất vọng quá. Phí bao nhiêu nhân lực thực lực nhưng mà tìm không được chứng cứ gì hết. Khi tôi làm sao báo cáo đây? Sorry sir. Sếp Châu, chú Kiên vốn không có làm lỗi, chỉ tại Mã Thiên Bình ma giáo thôi. Anh im đi. Cũng tại anh đó, nếu không sao đá động tới đội phi hổ chứ. Còn nữa nha, những cái này đều là thơ khiếu nại. Hả? Họ nói anh thúc lời hăm dọa, ăn đồ chùa, đi đái ở ngoài phố. Tôi không có đâu sếp Châu, tôi bị người ta gán tội đó. Tôi biết là anh bị người ta gán tội. Nếu không phải anh đáng ghét, sao người ta đổ quan cho anh chứ. Anh không hợp rơi với các bạn, lại không tốt với người dân. Tôi biểu anh đi tuần tiểu thôi mà, chuyện nhỏ nhặt vậy mà làm không xong. Tôi nghi ngờ anh không thích hợp làm cảnh sát đâu. Ây à, nè, cậu đi tuần sẽ lại tuần tới khu đó chứ? Không phải, tại vì được theo cái thằng Ấn Độ cư trú phi pháp thôi. Cậu thiệt tận trung chức thủ. Đừng cười tôi mà chú Kiên. Thật ra chú là ấn tượng của tôi. Ai nấy đều biết chú là thần xạ thủ, đã phá được nhiều vụ án lớn. Đó là chuyện xa xưa rồi. Hễ mà gặp hành động lớn là con người bị trả ra. Có đắp thúng dáng cũng vô dụng thôi. Chú khiêm tốn thôi. Thật ra tôi cũng muốn làm CID. Mong là có ngày theo chú hợp tác với chú để học nghề thêm. Mỗi ngày phải đương đầu với đám súc sanh, lấy mạng đi liều không phải là sung sướng lắm đâu. Lại sợ cái đám dân đó tới kiếm trả thù. Tôi ráng mấy mươi năm rồi, tiền lương không phải là cao lắm, bị thương thì đầy mình. Nhiều khi nghĩ trở lại không biết mình vì cái gì. Duy trì pháp kỷ. Đợi khi cậu có vợ có con thì cậu sẽ biết. Không nên khiến cho người nhà lo âu sợ hãi. Lúc xưa bạn gái của tôi cũng nói vậy. Cho chú coi nè.
cô ấy là bạn gái của tôi, tên là Joyce, có đẹp không? Nhưng mà cô không thích làm cảnh sát. Cô nói là nguy hiểm, rồi gây gỗ nhiều quá, cô chịu không nổi. Cô mới ra nước ngoài du học. Quay, thà chia tay với bạn gái cũng phải làm cảnh sát hả? Cậu thích làm cảnh sát vậy sao? Đúng vậy. Cho chú biết nha, thật ra lúc tôi còn nhỏ nhà nghèo lắm, cả đồ chơi cũng mua không có được nữa. Có một ngày ba của tôi vui vẻ về nói với tôi, có một người hàng xóm đã nhường cho hai vé ca nhạc trình diễn cho ổng. Tôi mừng lắm, ăn mặc thiệt đẹp, nghĩ là đi theo ổng sẽ coi được ca nhạc. Ai ngờ tới khi vô cửa mới biết vé đó là giả. Thiệt là giận lắm, nhưng mà ba tôi vẫn nói không mất mớ tới người láng giềng. Lúc đó tôi nghĩ, lớn lên nhất định tôi phải làm cảnh sát, phải bắt hết đám người xấu đi. Thanh niên còn trẻ, có mục tiêu thì tốt. Lần này xảy ra chuyện lớn vậy, không biết chừng nào mới có cơ hội lên CID. Tài của mụ đó đó. Mấy chục ngàn đó, em lấy quà đi nha, từ từ trả cũng được mà. Cảm ơn với ông Hoàng. Uống ly rượu đi ha. Coi anh Hoàng cũng phải tốt với cô cùng vậy. Đừng có nói thêm nữa, tự uống ly đi. Phải. Xin lỗi ông chủ mấy người. Cảnh sát tới xét, tránh ra, đừng làm phiền tôi. Nè, rót thêm rượu đi. Rót thêm rượu đi hả? Wow, sếp tặng sao tốt quá, tới chơi hả? Chị và bật đèn đi, xé giấy phép. Người phụ trách đâu? À, dạ, tôi đi. Chuyện gì, hôm nay được nghỉ hay sao? Ít ghế quá vậy. Họ sếp tặng à, gọi bao nhiêu cũng có mà. Để tôi gọi họ ra hết đây nha. Đứng cho nghe ngắn, đừng nói chuyện, cô biết không? Tên gì? Trần Yến. Cười cái gì? Cảnh sát làm việc cái gì mà cười? Hả? Đàng hoàng chút đi. Làm ơn, cảnh sát tới xét. Làm ơn đưa căn cước. Cho hạch căn cước 4150-6719. Nhầm chủ, tối nay á mua vé cho con Mẫn trà phố đi hả? Cậu thiếu tiền bà Tú à, lại thiếu tiền tôi, muốn thoát thân khó lắm à. Thiệt là non quá mà, cho tôi 2000 bạc nữa, muốn làm gì cũng được hết. Có mối rồi, đứa nào đứa nấy bước ra hết. Ra đây, mau lên. Nhìn một cái đã biết chưa đủ tuổi rồi. Thẻ căn cước đâu? Sếp hai à, thông cảm một lần đi, chúng tôi thiệt là thảm thương lắm. Má tôi tưởng tôi đi nhạy kèm, nếu để má tôi biết được nhất định là đánh tôi chết đó. Vậy sao cô lại làm? Sếp hai à, bạn trai của tôi thiếu tiền người ta, không lẽ để cho anh bị chết? Thông cảm lần đi. Không cần nói thảm thương như vậy, dù bị thảm thương cũng là tự mình chuốc lấy thôi. Căn cước làm ơn. Sếp hai à, tôi cũng vậy, tôi thiệt thảm thương lắm ba của tôi. Ông. Quê, thì ra là cô hả? Quê, thì ra cô, đừng có nói với tôi là chưa đủ 18 tuổi nha. Tôi sợ sếp nên phải núp lại thôi. Sếp hai à, tôi cũng vậy, tôi thiệt thảm thương lắm. Ba của tôi cờ bạc, thiếu nợ, bọn cho dây lãi cao. Hai người anh của tôi thì vô dụng ghê lắm. Một người thì lo ăn chơi, một người cứ lo chém lộn không à. Nên má của tôi đành phải làm việc ở công xưởng. Bởi vậy tôi mới làm cái gì này thôi. Sếp mà thông cảm lần đi nha, thông cảm giùm đi. Hả, thông cảm đi mà. Dù hoàn cảnh gia đình tại vậy, cũng không cần tự hành hạ mình vậy đâu. Còn nói. Ê, nè, chỗ này có hai người tên Mẫn đó. Thì ra là cô hả? Tất cả theo tôi ra đây. Chị cũng ra. Quỳ. Hả? Người ta đi chị cũng đi, chị chưa đủ 18 tuổi sao? Sếp cũng bắt tôi hả? Tôi làm việc phần đó công tư. Cảm ơn sếp, cảm ơn sếp. Ê, đi về đi ha. Được, đi về nhà ha. Về nhà mà. Lần này tiền lì xì cũng tiết kiệm được. Phải. Các người làm gì đi? Sếp hai, tan sở hả? Sếp hai, xét căn cứ xong rồi hả? Xong hay chưa, không có mất các anh đâu. Cho con căn cứ đi. Chuyện gì sếp? Một đêm xét hai lần hả? Không được sao, cho con căn cứ đi. Về nhà. Đi đâu? Đưa bạn gái về nhà mà. Anh là bạn trai cô hả? Bạn trai. Nghe rồi chứ. Nhà cổ ở đâu?
À, không cần ơi đâu, nhà người ta không biết ở đâu mà đội đưa về à? Cho nên bây giờ chúng tôi đang suy nghĩ làm sao đưa cổ về đây. Hay phiền phức vậy, anh đưa đi. Coi nhìn gỡ nổi đó. Làm việc xếp nhiều. Ừ. Ông anh nói là nhờ anh đưa tôi về mà. Tôi với đi. Tỉnh táo đi mà. Đó. Tôi về nhà, nhà của tôi ở đằng kia kìa. Taxi. Nhà của tôi ở đằng đây. À, không phải, không phải. Bên này, bên này. Quê. Quay. Bây giờ thiệt tình à. Nè, cầm lấy khăn lau đi. Lau cho sạch đi nè. Wow, bắp thịt của anh rắn chắc thiệt. Quay. Bê đê hả? Tránh ra. Bây giờ sao mà say dữ vậy nè. Nè, ráng ra đây nằm đi. Ra đây nằm đi. Nè, cẩn thận nha, cẩn thận. Ây da, nè, đi ra đây nằm đi. Ây da, thiệt tình mà. Nè, anh Lai, sao tốt bụng đưa chị em tôi về, muốn cua hả? Vừa rồi tôi sợ có bị nguy hiểm nên đưa về thôi. Ông sếp này thiệt tốt lắm đó. Tôi lấy khăn nóc cho chị nha. Tránh ra đi. Thân hình của anh lực lưỡng thiệt. Tập tạ hả? Thỉnh thoảng. Anh muốn gì đây? Không gì. Xin lỗi, cáo của tôi. Cáo của tôi đâu rồi? Chắc là giặt sạch rồi. Để tôi ủi cho anh nha. Cảm ơn. Chờ tôi nha. Quê, cô sao rồi? Quê, điên hả? Buông tay. Ây da, muốn giết người hay sao? Súng cảnh sát đó. Tưởng ngon lắm à? Tôi cũng đã thấy súng của cảnh sát. Thấy hồi nào? Quên mất rồi. Thì cái hôm anh bị người ta bắt làm con tình đó. Còn có một người ở đằng sau cầu thang cầm cái cặp tháp với lại cây súng. Còn có một người khác cầm cây súng. Rồi thả hắn đi. Quê, có nhận ra mặt người cầm súng ra sao không? Nhận ra chứ. Sao hả? Chỉ nhận ra cái tay thôi. Baby. Cả nhà đều điên. Biết rồi, sao nói nhiều thì quá. Thì ra ngoài ăn thà là về nhà ăn. Nè khỉ à, chào người ta đi. Im đi, sắp đánh bể máy rồi. Thôi như vậy nha. Thiệt tình, nè ngồi đi. Ê, cậu Cường đó hả? Dạ phải. Chị Kiên, xin lỗi đã quấy rầy. Ê, đừng khách sáo, có mấy kỳ chứ. Chúng tôi sắp gì dần rồi. Chú Kiên, chú gì dần sao hả? Tôi còn định theo chú học nghề mà. Chúng tôi đã mua một căn nhà ở Canada. Chỉ giường bông không cũng 3,000+ thước. Láng giềng cũ của chúng tôi, bà Trương, bà Lý đều ở khu đó đó mà. Bên kia hả, nhiều người qua lắm. Mà lại tiện cho đám nhỏ nó có bạn đó mà. Chúng tôi định mở một quán ăn bên đó. Nếu cậu qua Canada thì nhớ tới ở nhà chúng tôi đó nha hả. Dạ được. Quê, sao để nấu cơm? À phải rồi, tôi vô làm luôn mấy món nha. Cậu ngồi chơi hả, sắp có ăn rồi. Ngồi chơi nha. Không cần cái sáo đâu. Nói tới Canada cái miệng bả không ngừng đâu. Hey, tôi cũng chỉ vì hai đứa con thôi. Còn đứa con gái kìa, không biết chơi thứ nhất gì, học hư quá đi. Tôi thì không dám dài giả tụi nó. Tự để dành một ít tiền qua tới bên đó, sống một cuộc sống mới, làm lại từ đầu. Anna, cậu anh như có chuyện muốn nói với tôi hả? Phải. Thiệt ra vụ giao dịch lần trước, tôi đã dịch từ cảnh sát coi lại. Cái đám dân đó ai nấy đều cầm súng dài cả. Phải. Chuyện gì? Hôm đó khi hành động, tôi gặp được cô gái karaoke đó. Thì ra cổ cũng ở cao ốc đó. Cổ nói hôm đó cổ nhìn thấy một người cầm súng ngắn thả thằng cướp đi. Nên tôi nghi ngờ, không biết có phải người mình làm không. Quỳ, con nhỏ này có nhận ra tướng người đó không vậy? Nhận không có ra, chỉ nhìn thấy cái tay cầm súng thôi. Nhưng mà cũng nhìn không được rõ lắm. Chuyện này cậu nói cấp trên chị vậy? Chưa, tôi định bàn với chú trước. Coi bộ chuyện này không đơn giản đâu. Nếu đã có liên hệ tới anh em cảnh sát của mình,
Tôi nghĩ là tạm thời đừng có đem chuyện này nói ra ngoài. Cả sếp chồng đừng nói. Để tôi đi mời tình coi. Còn nữa nha, biểu cái con nhỏ đó đừng có nói bậy bạ. Tôi đã gây nhiều lỗi, lần này muốn làm việc tốt cho người ta thấy. Nói không chừng người con gái này sẽ bị nguy hiểm thôi. Không được, tôi phải lên coi trường cổ thường xuyên mới được. Chú Kiên đúng giờ thiệt ha. Kiểm lại đi. Chỗ này đủ cho chú qua Canada mở quán ăn đó. Vì cái chuyện lần trước có anh chú trục trặc, cũng may theo kế hoạch định sẵn bắt đi Mỹ Cao cả người lẫn hàng. Bây giờ bên Mỹ Cao bị người ta theo dõi không thể cục cựa, ai nấy cũng đều đòi mua hàng, cho nên hàng bên tôi giá lên như giọt, ai nấy cũng đều tới giành mua. Chú Kiên, không gì rắc rối chứ? Nhờ vào chú đó. Yên tâm đi, dù có rắc rối gì tôi cũng tự mình giải quyết. Dần Chí Cường. Ồ, được được, mời vô, mời vô. Dạ mời. Luôn thiện đóng cửa giùm nha, cảm ơn. Ông cứ tự nhiên đi. Chú Kiên, chú tới rồi. Ừ. Đây là nhân chứng mục kích mà tôi đã nói với chú. Chú Kiên à, thôi tới đây khẩu cung đi. Hãy kể lại những gì cô thấy trong ngày đã xảy ra vụ án đi. Ồ, nói cái gì? Nói là những gì cô đã nhìn thấy đằng sau cánh cửa trong ngày xảy ra vụ án. Hôm đó có một tên cướp từ ở trên cầu thang xông xuống dưới, rồi có một người cầm súng cảnh sát vẫy tay kêu hắn đi. Đó chính là cái loại súng cảnh sát này. Có nhìn thấy người quán không vậy? Nhìn thấy, nhìn thấy cái tay thôi. Cô có nhận được cánh tay quán không vậy? À, tôi nhớ ra rồi, là cánh tay của một người đàn ông. Cái nhẫn ngọc này thiệt xanh quá ha. Đã đeo được bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Quay, bây giờ đang lấy khẩu cung đó, cô đàng hoàng chút có được không? Trời, người ta chỉ nhận ra cái tay thôi mà. Ê, biểu các tội tình nghi tới để tôi coi bàn tay, nhất định nhận ra. Tôi được. Nếu như có tin gì mới, sẽ tới làm phiền cô nữa, hả? Chú Kiên à, cổ thiệt tào lao vậy đó. Nếu có gì mới mẻ, tôi sẽ liên lạc với chú sau. Được, tôi đi trước nha. Bye bye. Bye bye. Alo. Ê, cô làm gì? Thì gọi cho chị em. Tôi đã nói với cô rồi, hoàn cảnh của cô bây giờ nguy hiểm lắm đó. Bộ muốn tôi chán chết hay sao? Không cho người ta đi làm. Cô đừng có học được đi đâu. Tôi nhất định phải đi. Ra cái gì? Ra cái này. 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 Ra cái này. Ê, trời ơi, quá. Ê, điều đồ uống nè. Ra cái gì? Ra cái này. 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 Ra cái gì? 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 Đừng có cản tôi. Mavara trả tiền. Làm gì tiền, tiền. Mavara trả tiền. Đừng cản tôi mà. Mavara trả tiền. Nè, làm ổn đi mà. Trả tiền đi. Trả tiền. Quỷ cái làm gì mà ông vậy? Sao bị ướt hết vậy? Ah!
uống bia nha. Ê, anh làm cảnh sát mà sao phản ứng chậm chạp quá vậy? Nếu là trộm cướp mà anh đã bị chết từ lâu rồi. Vừa rồi cô làm một trong đêm khuya là phạm pháp có biết không? Cái gì phạm pháp? Cái tên Marlboro đó hả? Thiếu tiền của ông cờ, tới mấy ngàn chưa có trả đó. Bây giờ tôi đã được hả giận rồi. Bây giờ chịu về chưa? Còn đi lang thang vậy sẽ bị một cướp nhận ra, rất nguy hiểm đó. Cũng đúng. Ê, tối nay tôi phải đi làm. Quay, còn đi làm nữa hả? Điên sao, không đi làm thì đâu có nhiều tiền để xài như vậy chứ. Cô không sợ chuyện của cô lần trước sao? Chỉ vậy tôi sẽ giúp sức đó không làm cảnh sát. Làm CID là tâm nguyện của tôi đó. Làm CID là tâm nguyện của tôi. Định lấy vụ này ra để chuộc tội đó. Cô giúp đỡ giùm, đừng bao hại tôi nữa nha. Có biết tôi thiệt thảm thương lắm không hả? Tôi biết rồi. Nước miếng của anh đã phun hết đầy mặt tôi, anh có biết hay không? Ê, được rồi. Bây giờ còn tới 2 tiếng nữa mới đủ giờ về thăm má của tôi. Ê, anh có 2 ngàn không? Không có. Không có thì thôi. Cảnh sát gì mà 2 ngàn cũng không có nữa. Vô đi. Má, má đi bác sĩ chưa? À, phải rồi. Bạn của con anh Cường. Cậu Cường. Xin chào. Ủa, con về tới hả? Hay à, Mẫn à, con về tới thì hay quá. Nè, để ba xuống mua điểm tâm cho con ăn nha. Hả? Má, tháng này cũng túng tiền lắm. Chứ được bấy nhiêu thôi. Được rồi, được rồi. Bây giờ cái ông này, trả lại đây. Ông muốn gì? Ba đi mua điểm tâm cho con. Tôi thích ăn há cẩu, bấy nhiêu tiền đủ mua rồi. Đủ rồi. Nếu không phải tại mày, tao đâu có bị như vậy. Hai đứa mày đó, bộ đuôi sao? Hai anh lại làm gì đây? Bị người ta chém 2 nhát thôi, không có gì đâu, rút thuốc là hết mà. Xém chút nữa là chém chết mày rồi. Mày điên mà. Quay, có thiệt không, sức chúng tôi đỡ là hết hả? Tôi là cảnh sát nè, có nhận ra chém anh, tôi đi bắt nó cho. Anh đó, anh ruột của tao đã bắt đi. Tao nói kia mày đừng có chạy qua đường cửa giang mà. Mày cũng biết đám anh em mày đó đâu có nói tay, còn dám đánh trả. Coi tao nè, bị chém 1 nhát luôn nè. Mày chết hả? Tao có cả đám anh em mày đó, không đánh trả làm sao còn mặt mũi chứ. Má à, con em đã lấy tiền nhà về chưa? Đưa đỡ cho con 3 ngàn đi để tiền giảng quà đi. Má à, con cũng thiếu tiền người ta, đưa con mấy ngàn đi trả nợ đi. Má à, con quan trọng hơn, đưa con trước đi. Có thiệt không đây? Là tiền nhà đó, hai anh đã lớn rồi, tự kiếm việc đi có được không? Tao đâu có rảnh, tao ra giang hồ anh hai gọi là phải đi ngay đó, mày có biết không? Hay già biểu tình làm công, lỡ đàn em bắt gặp, tao còn mặt mũi gì chứ? Thôi thôi bỏ đi, má ta là đưa tiền cho tụi nó, còn hơn là để nhìn tụi nó cứ chém lộn với nhau hoài. Đưa đây, má. Đưa đây. Bác trai, sao trở về bảo vậy? Bỏ quên rồi hả? Phải, bỏ quên nó xong bài đó mà. Mới đây đã thua hết tiền rồi hả? Tôi định chờ anh Giáng, sau khi ăn xong rồi sẽ xuống mua điểm tâm cho ông Mẫn. Nhưng mà không ngờ lại khui bảo chứ, tôi đã nhắm vậy rồi. Nếu như mà có thêm chút tiền nữa hả, tôi nhất định gỡ lại. Ông còn đi cờ bạc nữa, giờ chỉ còn có chút tiền. Không biết là tiền chợ hay là tiền đi bác sĩ. Ông muốn chọc tức tôi chết mà. Má mặc kệ ông đi, má giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn. Má đừng vậy mà. Nè nè, cô cầm đỡ 2 ngàn này đi nha. Cô lấy về trước đi. Hả? Má, chờ má đó. Quê. Quê. Ông Hoàng hả? Là ông à? Lên xe nha. Cô biết không, tôi cố tình tới kiếm cô đó. Vậy à? Đi ăn chè nha. Được được, tôi cũng thấy đói lắm. Hay là lên trển ha, tôi biểu chị của tôi mua chè nha. Khỏi cần phải đi xa mệt mỏi như vậy. Thôi tôi lên trển ha. Ê. Cô đừng có giỡn nhiều trò nữa nha. Tôi đã xài rất nhiều tiền vì cô. Cô định bỏ rơi tôi hả? Đi đi. Không phải ông Hoàng à, ông cũng biết tôi bị say sóng đó mà. Nếu ói mửa làm dơ xe của ông thì sẽ không tốt. Ngày nào cũng xài chi này hết. Không phải, đừng có gì nữa. Đừng mà. Ông Hoàng à, mua tí trà đi, đừng mà. Ông Hoàng, đừng mà ông Hoàng, đừng. Bây giờ chảy máu hả, để tôi lau cho ông nhờ. Đồ quỷ cái, đóng kịch hả mày, giỡn chơi hả? Dám giỡn chơi hả? Làm gì vậy? Ông chủ à, đừng đi nhà thương nha. Không cần trả tiền hả? Tôi sẽ đưa các người tội đã thương người ta đó. Ông chủ à, đánh người ta trước. Vậy đi. Có bị thương không?
Thì giờ cây son ở đây làm tôi kiếm muốn chết luôn à. Có tôi đây cô đừng sợ, có bị thương không? Cây son này là của Ái Liên tặng cho tôi đó. Tôi kiếm lâu rồi thì ra là rớt ở đây, thiệt lẩm cẩm. Bây giờ nó không sao. Đừng tưởng có cảnh sát chống lưng là giúp được cô nha. 50.000 đó tính sao hả? Ông Hoàng à, trả phần kỳ cũng được chứ ha. Không được lợi mà tại sao phải tốn với cô? Nè, bây giờ gia hạn cho cô thêm một tuần lễ nữa. Ờ. Thiếu tiền trả tiền là việc kinh thiên địa nghĩa, không ai giúp cô nổi đâu. Đi. Ừ, cảm ơn ông Hoàng. Nghe rõ chưa mày? Có giỏi á, trả tiền gì gọi xếp hai. Nè. Thực ra cô có bị gì không? Thôi đi. Ai ơi, nè, chuyện gì vậy? Đi đâu? Tôi không đóng nữa. Tại sao không? Hỏi ông đi. Quay. Anh Mập sao rồi? Quay, anh Mập à, chơi tôi hả? Giờ con nhỏ đó chơi tôi thôi. Sợ chú cũng không được, vậy làm sao đóng chứ? Đóng phim cấp 4 mà, bộ tưởng phim nhân nghệ hả? Không cần phải hét to vậy mà. Đạt, Đạt. Dạ, đại diện. Mau đi kiếm cổ về. Dạ. Ờ, đại ca, chuẩn bị cho. Chị Bân. Chị Bân. Chị Bân à, đạo diễn mà chị trở vô giúp đỡ dùm. Nếu không tôi thì khó xử lắm. Anh mới tới làm hả? Phải, tôi tên là Đạt. Coi anh cũng đẹp trai quá chứ. Nói với đạo diễn hôm nay ngày kinh kỳ. Không phải đâu chị Bân à. Chị Bân à. Chị Bân. Đạo diễn. Cậu đâu? Cô nói kinh kỳ tới. Ây da, có lộn không đây hả? Bây giờ quay màn kế, biểu Sơn Đông vào chỗ đi. Ông chưa tới. Có thiệt không đây, đại minh tinh hả? Anh lên. Có thiệt không hả, đạo diễn tôi lên. Không lẽ tôi sao? Ê, được rồi, quay đi hả, chuẩn bị đi. Chuẩn bị đi, chuẩn bị. Mau lên, mau lên. Nè, nhanh lên. Cái màn này á, nói là sau khi cô uống ly nước ngọt, ngất xỉu trên giường rồi á, hả? Rồi thì anh hãm hiếp cổ. Có hiểu không hả? Bắt đầu từ ngực. Uầy, chuyện gì? Từ nước ngoài về, mấy cái vụ này đâu phải chưa hề thử. Dễ dàng thôi mà. Nói về cậu nghe thử coi. Tôi đã chờ lâu lắm rồi. Không phải, tôi đã chờ ngày này lâu rồi. Bắt đầu nha, từ trên ngực bóp vú, sau đó thì sờ từ trên kéo xuống dưới, biết không? Rồi ống kính của tôi sẽ từ ngay ngực kéo ra. Sao đây? Chuyện gì chứ? Sao giống như bị si khờ vậy? Động tác bóp vú dễ dàng vậy mà không biết sao? Đọc kịch bản trước đi. Thôi, ăn cơm. À, ăn cơm, ăn cơm đi, ăn cơm, ăn cơm. Đi đi. Nè, một lát anh có hẹn ai ăn cơm không? Không. Nè, cho anh thêm miếng thịt sườn nha. Anh từ nước ngoài về hả? Phải đó, tôi ở bên Mỹ học điện ảnh. Vậy tại sao tới đây làm trợ lý? Tôi định làm diễn viên nên mới tới học nghề thôi. Tôi cũng vậy. Thật ra tôi muốn làm minh tinh lắm nên mới tới đây đóng phim thôi. Thật ra đóng phim về cũng chỉ là một loại ngôn ngữ thân thể thôi. Các minh tinh điện ảnh ngoại quốc như là Demi Moore, Sharon Stone cũng vậy thôi mà. Tôi cũng không thích Sharon Stone lắm. Vậy sao? Phải. Anh có bạn gái không? Bên Mỹ thì có, nhưng khi tới Hồng Kông đã bị rã rồi. Vậy anh thích bạn gái của anh nói dễ dành nhất. Nè, đừng có mắc cỡ, nói cho tôi nghe đi. Cổ thường nói là tôi cạo râu không được sạch. Rồi tôi nói với cổ, thật ra có một chút râu thật là sexy. Ê, anh tưởng cạo râu không có được sạch sẽ chút nào.
Có chú rau càng sexy mà. Anh thử ngó tôi nhờ. Anh nắm lấy tay tôi đi. Thấy chưa, đâu có phải là khó khăn lắm đâu. Để lát đóng phim coi tôi là bạn gái của anh là được rồi. Thật ra khi tôi nhắm mắt lại cũng coi anh là Richard. Ăn cơm đi nha. Được. Thủy Mặc Đào màn thứ 18 lần thứ nhất. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đạo diễn tới rồi nè. Sao trễ vậy? Tưởng anh đổi nghề chứ. Đạt à, không cần anh. Kẹt xe mà, tôi cũng sắp tới giờ rồi. Quà đã hả? Sao? Màn này màn gì hả đạo diễn? Hiếp trong cơn mê. Trong cơn mê? Ê, trong cơn mê mà ăn không tốt đâu à. Coi nó kìa, giống như con cá chết vậy. Tôi đã có đọc kịch bản rồi. Người đàn ông đó ghét với đàn bà này lắm à. Hay là quay màn hãm hiếp đi. Cưỡng hiếp như vậy á, khán giả sẽ khoái hơn, táo bạo hơn. Sao đạo diễn? Ái Liên, cô không sao chứ? Biến thái thì là quá đáng. Cảm ơn. Đạo diễn biểu tôi kiếm chị bằng gì? Anh Đạt à, tôi muốn ăn hamburger. Được. Được. Cô ăn từ từ nha. Chị Băng nói còn lâu lắm. Ừ. Cô thích ăn hamburger lắm hả? Chúng tôi làm nghề này nhịp điệu quan trọng lắm. Ít khi được ra ngoài ăn. Nhiều khi không được vui thì ăn hamburger để tự thả lỏng một chút thôi. Ăn luôn đi. Ừ, không ăn nữa. Đủ rồi, để lát còn phải về làm. Cô còn về làm sao? Về, dĩ nhiên phải về làm chứ, đây là cơ hội mà. Có nhiều người cả cơ hội đọc đối thoại cũng không có. Ăn no rồi, dĩ nhiên phải về làm chứ. Tôi coi như là bị ma đè thôi. Nếu tôi làm đạo diễn, nhất định kiếm cô về làm nữ vai chính. Thiệt hả? Nè, bây giờ ký vào kèo trước, mai mốt không có được chối. Uầy, sao ủ rũ vậy? Hồi sáng sếp Châu gọi tôi, nói là ngoài đảo đại dương thiếu người, biểu tôi ra ngoài. Sao lại như vậy chứ, không thể nào đâu. Cũng tại tôi thôi à. Không hợp rồi với anh em, bị nhiều khiếu nại, chỉ phá hoại không có xây dựng. Không đổi tôi, không lẽ đổi chú sao? Tôi bỏ đi, ở đâu tôi cũng làm việc thôi. Chú Kiên à, sau khi tôi đi rồi, chú có rảnh đi thăm cô Mận đó nha. Tôi lo là cổ bị nguy hiểm. Được, nhưng mà bấy lâu không sao, tôi tưởng hết chuyện rồi. Yên tâm đi. Anh Cường. Cảm ơn. Nè, hôm nay trời bão mà trời lại đang sấm sét nữa, vậy mà lên bảo vệ nhân chứng, anh cũng xiên thiệt. Coi bộ không có diễn được bao lâu. Ủa, hai người họ bị gì vậy?
Con nhỏ kia thì ngày mai trả nợ, vợ còn chưa có gom được tiền. Còn anh này thì thảm thường hơn. Mạnh dạn lên định tỏ lộng danh khí gà. Ai dè bị người ta đập một trận. Cô định làm sao? Cô Mẫn à, tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, cô cầm lấy đi. Tôi đã trút hết gia tài rồi. Sao hả? Có đủ không? Chưa được mười mấy ngàn, tôi thiếu tới 50 ngàn lận. Như người ta thôi mà cũng bị đánh nữa, thiệt giả man quá. Có cần tôi giúp anh không? Không cần đâu, đã quen rồi, chịu thôi. Ai biểu mình sinh ra đã thích đàn ông chứ? Quên, bỏ đàn nhờ ra nhảy đi. Đúng rồi. Không chịu, trừ khi anh nhảy với tôi. Chỉ nhảy đầm tôi nhờ. Được. Một bữa cho Noah nè nha. Được được, tiền đâu, có tiền không? Anh tình đó đã lấy về mấy ngàn, phải không? Cô đi sao, tiền dùng để trả nợ cho ngày mai đó. Trời, cũng không có đủ tiền trả mà. Biết đâu ngày mai có bảo cấp 8. Hả? Hay quá. Thì không ngờ như vậy. Là tạnh mưa. Vậy mày làm sao? Biết vậy vừa rồi đừng có ăn hết tiền, trả đỡ lợi tức cho cái thằng hoàng gia già đó. Nhét cái miệng của hắn lại để cho hắn khỏi kêu cờ. Hay là để ngày mai tôi đi giết cô nha. Dù sao tôi là cảnh sát, coi bộ họ cũng để mặt tôi một chút. Sếp hai, tớ uống nước trò chuyện thôi, đâu cần khẩn trương vậy. Tôi là cảnh sát, các người đừng làm ẩu nha. Tôi biết các người tới đây thanh toán là phạm pháp. Hơn nữa, tôi có thể thưa các người tội cho vay lãi cao, trừ phi các người thay cho cũ. Quê, đừng cố gắng tội tôi nha. Tôi tới đòi nợ, không phải tới thanh toán. Đừng cố gắng tội tôi nha. Tôi không có lấy lợi tức cổ đâu. Coi như để mặt tôi nha. Thanh cổ đi. Anh bạn,
Tôi thấy anh là công bộ của nhân dân, phục vụ quần chúng, cho nên nhịn mấy lần rồi. Thiếu nợ trả tiền là việc kinh thiên địa nghĩa. Nếu mà hôm nay không trả nổi tiền, đừng có hòng rời khỏi chỗ này. Nghe rõ chưa? Trời, ông muốn gì đây? Hả? Anh hăm dọa tôi hả? Anh coi chừng, tôi khiếu nại anh đó. Ông không hăm dọa cổ sao? Quê, anh có thể khiếu nại tôi mà. Chỉ là chúng tôi làm nghề này không có khoa khiếu nại, có phải không? Dĩ nhiên. Sếp hai, sếp thiệt khờ quá đi. Đừng có ý là mình có súng, rồi đơn thân độc mã lên đây. Coi chừng tôi giật súng của sếp đó. Sếp hai, nói chơi thôi mà, sao hốt hoảng vậy? Phải á. Đủ rồi nha, thật ra anh muốn gì? Số cuộc chị lên tiếng rồi hả? Thật ra mấy chục ngàn đối với tôi đâu có đáng gì đâu. Cho coi thêm 50-70 ngàn cũng được nữa kìa. Cô biết tôi muốn gì mà. Ông chủ hoàng này chỉ là nhìn thấy cô thấy thích thôi. Thấy cô có vú có đít, trắng trẻo mập mạp, nhất định ồm chắc sướng lắm à. Bắt nó lại. Quỳ à, dạ. Đứng yên, đứng yên nha. Đứng yên đi bà chân. Tôi cho ông biết nha, có tiền không phải là trên hết. Dù tôi có tham tiền thì cũng chưa chắc là tôi phải bán thân đâu. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm tiền. Dù tôi có đi bán thân cũng không có tới phần của ông. Bắn lại, bắn nó lại. Lại. Dừng đây, dừng đây. Anh Quê, sao ngộ vậy? Hôm nay tôi lên kiếm anh trò chuyện đó. Chuyện con Mẫn nghĩa là chuyện của tôi. Vậy là anh muốn che chở cổ hả? Không sai. Vì cổ là đạo của tôi. Cô cũng buông tay. Cảm ơn anh Quê. Người đó là bạn em hả? À, dạ phải, ảnh là anh Cường. Còn ảnh là anh Quê. Tôi ghét nhất là cảnh sát. Hệ của cảnh sát ở đây là tôi không có thích nói chuyện. Tôi ra ngoài nha. Cẩn thận. Ê, anh còn giận hả? Thật ra tôi đã hẹn với anh Quê trễ nửa tiếng rồi, nghĩ là để cho anh lo liệu. Cô không có lòng tin với tôi cũng nên. Bây giờ sự thật chứng minh, chỉ với cảnh sát giải quyết không nổi, bọn ma giáo lại làm được. Nên anh không được vui hả? Chết tôi, định đổi tôi ra đảo Đại Dư. Ngày mai là tôi phải đi trình diện. Ngày mai là đi hả? Thật ra tối nay tôi có hai câu này muốn nói với cô. Thứ nhất là cảm ơn cô. Khờ quá, có gì mà cảm ơn, đừng khách sáo. Cảm ơn tôi chuyện gì? Cô còn nhớ cô đã nói với tôi, nói thật ra cô thảm thương hơn tôi nhiều. Tại sao tôi còn phải cứ nhăn mặt nhăn mày? Phải, tại sao lại nhăn mặt nhăn mày? Sau khi cô nói với tôi, chị gác tay lên trái suy nghĩ cho kỹ. Cô thật thảm thương hơn tôi nhiều. Cả nguyên dòng cô cũng không có. Bị người ta đánh một bạt tay, cô coi như là không có chuyện gì. Thích chơi thì chơi, thích ăn thì ăn. Vậy mà tốt sao, ăn không ngồi rồi. Ít ra cô được vui. Thật ra tôi làm người quá chấp nhất. Cái gì cũng muốn làm cho tốt nhất. Đôi tình đã tạo ra áp lực cho mình. Cô nói đúng. Đời người ngắn ngủi lắm. Tại sao phải phí thời giờ vào những cái chuyện không vui? Vậy thì phải, cũng như tôi vậy nè. Cứ hẹn đám bạn đi chơi đi ăn uống, thấy vui vẻ lắm. Rất là thoải mái nữa, suy nghĩ nhiều không có tốt đâu. À, vừa rồi anh nói là có hai chuyện, còn một chuyện nữa. Tôi muốn nói xin lỗi. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng cô là người con gái không đàng hoàng. Cho tới hôm nay tôi mới biết là không phải. Thôi bỏ đi, anh không phải là người đầu tiên, tôi đã quen rồi. Muốn giải thích thì cứ tha hồ giải thích. Hay làm người quan trọng nhất là không thẹn với mình, không thẹn với người ta là được rồi. Được phân nửa như cô thì đỡ. Khờ quá. Nhưng mà tôi đã từng tuổi này chưa có hề có ai đòi học theo tôi. Ê, tôi tới giờ đi làm rồi. Mẫn à. Hả? Vậy ngày mai cô tới tiễn biệt tôi không? Tới. Mấy giờ? 12 giờ. Quê tới giờ rồi, mau lên.
Mẫn. Xin lỗi nha, tôi dậy trễ. Con hãy cẩn thận nha. Thuận buồm xuôi gió. Bye bye. Đừng chạy. Này, đừng kêu réo nữa mà. Anh em bà tránh qua bên đi. Dạ, đừng chạy nha. Đừng lại nha. Đừng lại. Đừng lại. Đừng lại nha. Ý, anh xài tới sao? Anh lấy đi, bó bông này tôi không lấy. Không cần, tôi không dùng tới. Anh, nè, anh để chút nữa tôi đưa về nha. Tôi đã nói với ông rồi, ông tặng cái gì cũng vô dụng thôi. Phải. Bó bông này không phải ông tặng sao? Bông, cô thích bông gì? Thích bao nhiêu cây tôi tặng cho cô, chịu không? Giảm chế, giảm chế, đạo diễn tới bông kìa. Ê, được, 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 được. Nãy giờ không kiếm, đang lúc trò chuyện là kiếm. Hey, được rồi. À, nè, tối nay tan sở à, tôi đón cô nha. Nè, chào tôi nha. Hả? Thực ra bó bông đó của tôi tặng cho cô, tôi không biết cô nghĩ sao, cho nên tôi không viết tên lên tấm thiệp. Tôi thật lòng đó. Tôi thấy con người cô cũng tốt quá, thiệt là siêng năng. Tôi trò chuyện với cô thiệt là vui vẻ lắm. Tôi không như các người khác đâu. Tôi không muốn gì, tôi chỉ thấy phải từ từ. Trước tiên tặng bông, rồi hẹn với cô. Tối nay cô có rảnh không? Hay ăn cơm chung nha. Tối nay tôi bận việc. Không sao, đợi khi khác đi. Nè, sao nhìn sững vậy? Ngó cái gì đây? Không có gì. Ý, bó hoa đẹp quá, của con trai tặng phải không? Coi chị kìa, sao cười gượng như vậy? Vậy sao? Vậy thì phải, đỡ rồi, đã có người thương. Tôi chưa có hứa với ảnh mà. Tại sao? Mai mốt rồi tính, thì không biết ảnh thiệt hay là giả. Vậy thì phải, thiệt hay giả thiệt là khó phân. Tuy là đóng phim, nhưng anh không biết tại sao anh không thích các người khác ôm lấy em. Anh đang suy nghĩ cái gì? Đâu có. Anh đang nghĩ là phải làm lại một lần. Là mày sợ mà. Mẫn à. Anh Quê sao ngộ vậy? Tao sợ hả? Đi khuya danh nha. Em cũng đói. Thưa em đi trước ha. Chuyện gì đây? Lăng nhăng lải nhải. Có chuyện thì bắt tôi ra đỡ, hết chuyện ra thì bỏ tôi hả? Coi tôi ra gì chứ? Đau quá, đau quá. Anh Quê xin đừng. Buông tay. Sếp hai. Đã lâu không gặp rồi. Bộ ship không có phải ở ngoài đảo sao? Hôm nay ra Cửu Long chơi ngày hả? Phải sao anh biết? Quê, nhắn mặt thời gian anh vẫn lưu manh như xưa ha. Cổ đã nói không đối, sao cái ép cổ đi ăn vậy?
Anh nhiều tiền lên như thừa hả? Mặt mới gì tới mày? Hả? Tưởng có phó làm dữ à? Không có làm dữ đâu, nhưng muốn xếp mình anh vẫn được. Đứng xếp cho tôi đi. Nè, đứng yên nha. Chưa thấy xe đi hả? Giờ cao chút đi. Ỷ có súng là dữ hả? Có vợ bỏ súng xuống cho ta đòi với tụi đi. Tôi cũng muốn vậy. Tôi sẽ bỏ súng xuống cho ta đòi với anh. Em Mẫn, cầm cho anh đi. Hả? Tôi... Cú bầu hả? Đừng có làm ẩu nha. Nói là chơi tay đôi mà. Có. Đánh đó. Đánh đó. Ê. Ôi à. Ôi. Dừng tay, dừng tay, dừng tay lại, dừng tay lại, đây, nè, dừng tay, nè, dừng tay lại, dừng tay. Anh em à, đánh cảnh sát đó, bắt nó về đi. Gây án tội tội, ế, anh lại đón chúng rồi, có đã không hả? Mày coi chừng á, đi đi, đừng có lại nhảy, đi đi, đi mau đi. Cảm ơn nhiều. Không cái gì. À quên nữa, quên nói với em, anh đã làm CID và nói với khu này. Chúc mừng anh. Có lửa không? Ờ, có. Có rảnh uống trà. Ơi nè, hỏi giờ tụi nó đây vậy? Hả? Nè qua đây, qua đi đi, nè làm biên bản đi. Đi đường này. Chú Kiên. Ê, Cường, trở về rồi hả? Phải, tôi đang trở về. Tối hôm qua anh làm cái gì? Gọi máy hoài không trả lời. Sếp Châu, tối hôm qua tôi đang làm việc. Anh làm việc, ngủ dậy trễ chứ gì? Không phải sếp Châu, tôi thiệt ra làm việc. Tán biên đi bị bắt, làm cái giả bên ngoài, chờ sếp ra chụp hình đó. Làm việc không phải là trên hết đâu, phải giữ kỷ luật, biết chưa? Yes, sir. Uầy, chồng giận sếp Châu gì vậy? Không muốn thăng chức hả? Thăng chức là chuyện sau này mới tính đi. Quan trọng nhất bây giờ được vui. Chú Kiên, rốt cuộc tôi cũng đã có cơ hội làm việc chung với chú. Đừng có tưởng tôi yếu nha. Tôi nhất định đi hết mình. Hai người mình hợp tác, nhất định sẽ bắt được Mã Thư Vinh. Anh mua quà tặng em nè. Vậy hả? Cái gì đây? Coi đi. Được. À, dễ thương quá. Anh nghĩ em ham ngủ như vậy, nhất định sẽ cần tới mà. Cần tới. Cảm ơn anh. Không gì. Quê. Hả? Em có nghĩ tới việc đổi nghề không? Đổi nghề? Em có thể làm được cái gì? Anh cũng biết em rồi, ít ăn học. Hey, sợ nhất là mấy cái quan hệ nhân sự. Ê, với con nít thì khác. Như là con chó của nhà em vậy. Ở dưới nó em thì thấy vui lắm. Rất là thoải mái, có nhiều chuyện để nói lắm. Nếu phải chăm sóc cho nó thì em không có thấy phiền. Em chưa có thử mà. Biết đâu sẽ kiếm được một việc làm thích hợp cho em chứ. Không cần làm đêm nói không chừng sau này cái này cũng không cần xài tới phải không? Vậy thì phải. À đúng, bây giờ mấy giờ? Để em dặn đồng hồ. 10 giờ mấy rồi. Ý, sao trên tay có cái dấu vậy? À, hồi ở ngoài đảo phơi nắng ngày đêm mới thành cái dấu thôi. Ồ. Ý, em nhớ lại rồi. Người đàn ông cầm cây súng hôm đó trên tay cũng có cái dấu giống như anh vậy đó. Có thể không đây? Cái dấu màu trắng như vậy đó. Nè, anh coi có giúp được gì hay không? Chưa chắc giúp gì được. Không chừng ánh đèn hay là bóng đèn gì đó mà. Có lẽ vậy. Wow, sắp 11 giờ rồi. Em nghĩ là em phải về công ty. Vậy đưa em đi nha. Ừ, được. À, nè nè nè. Ngày mai có lẽ anh sẽ tới làm việc ở khu vực của em đó. Có lẽ là sau khi tan sở tụi mình sẽ đi ăn cơm. À, được được. À, chờ anh tan sở xong thì em cũng chưa chắc là thức dậy đúng giờ. Anh Cường. Joyce, em về hồi nào? Em về xuống máy bay thôi. Em đã nghỉ học ở bển. Em thiệt là nhớ anh quá. Thôi bỏ đi. Anh thích làm cảnh sát hả? Từ nay em không có cằn nhằn anh nữa.
không có gì vui bằng được ở chung với anh. Joyce, anh... Hay là mình đi ăn cơm nha. Ăn cơm? Anh đã có hẹn hả? Không có, đi ăn cơm nha. Hay quá, vậy mình đi nha. Hả? À, phải rồi, anh quên đóng cửa. Sao lâu quá chưa thấy tới vậy? À, đại bi dở trò rồi. Được, thiệt có cá tính. Động lòng xuân rồi. Ý, sao tháng này được thêm 5.000 vậy? Con nghĩ phải tiết kiệm chút rồi. Con làm luôn tháng này sẽ nghỉ. Vậy cũng tốt. Má cũng không muốn con ra làm cái nghề này. Nhưng mà con đã đổi công việc gì? Nhà mình thì chi tiêu nhiều như vậy. Làm cái gì cũng mặc, sẽ không nhiều như bây giờ đâu. Nhiều khi con cũng phải nghĩ cho con chút. Con nghĩ má hãy kêu ba với hai anh ra ngoài làm việc đi. Chỉ đành vậy thôi. Mẫn, cô về tới thật là hay quá. Làm ơn làm phước cứu ba đi hả? Ba lại sao đây? Ba đã hỏi mượn 100 mấy ngàn. Họ đòi chém chết bà đó. Ba đã đi dây 100 mấy ngàn. Dạ, tại sao ông bị bạ quá vậy? Con Mận nó mới nói là đã định bỏ nghề đó. Tại sao ông lại đi gây ra cái chuyện này? Mận à Mận, con cứu ba đi hả Mận? Mận làm ơn cứu ba đi hả Mận? Còn mày cứu nổi ba đến đâu làm ơn làm phước đi mà. Con cần muốn ba bị phanh tẩy ngoài phố chứ hả? Mận à, con làm ơn làm phước gánh giùm ba đi hả? Nghĩ giùm ba đi mà Mận. Mận à, giúp ba đi hả Mận? Mận. Ây da, bà đừng có phá con nữa mà. Bà, làm ơn làm phước đi hả? Bà xin nói giùm tôi đi, xin nói cứu mạng của tôi đi. Nếu còn tôi chết chắc đó bà ơi. Làm ơn đi mà. Nè. Ý, sao nữa đi? Phải, nè. Thì xin lỗi nha, nhà này bận nhiều việc, thành ra ít tới thăm em. Không sao. Anh có tiền không? Bao nhiêu? Mấy chục ngàn. Không có, em lấy nhiều tiền vậy làm gì? À, không có gì, thôi bỏ đi. Chào các anh. Chơi gì, kiếm anh Cường hả? Anh không có đây. Không cần kiếm anh nữa, giờ này còn biết làm gì chân gì như quân công vậy. Gọi máy không trả lời, thần bí quá đi. Nói công chừng bên ngoài có người khác đó nhờ. Đúng 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 đúng. Biết được chuyện bây giờ anh quen người khác vậy thì tôi nghĩ cho anh bận rộn làm việc, không có hẹn trước. Ta sẽ xong định đi đâu chơi? Chị quyết định đi. Hay là tới quán karaoke của chú tôi nha. Được. Đi đi. Không được đâu. Lần trước bà mua mấy ngàn em vẫn chưa có trả đó. Hy vọng em thiệt túng lắm, giúp đỡ cho em đi nhờ, làm ơn. Mẫn à, đừng trách chị Eva dài dòng. Cặp bồ là cặp bồ, làm việc là làm việc. Nếu em túng tiền thì em hãy ráng dỗ ngọt đám khách thì sẽ có tiền vô túi thôi. Qua chào các ông chủ. Để em giới thiệu nha, đây là cô Mẫn, cô Khiết, Ái Linh, Ý Linh. Nè, hầu hạ các vị ông chủ cho tốt nha. Ông chủ à, Mẫn đi nhờ. Liên lạc tình cảm trước mà chị hai. Đã nói người ta tên Mẫn mà. Muốn liền là cảm tình về quánh tụi tì đi. Được chơi thì chơi. Được mà. Để cho sao? Hả? Chị thì cởi mở đến nhà dẫn chúng ta chỗ này coi cho biết. Có sao đâu, chỉ cần mấy anh được vui vẻ thôi. Vui vẻ hả? Nè, hát bả nha. Được được. Nè, hát đi. Em chọn đi, em chọn đi. Được. Nha, thua rồi, uống đi. Uống thì uống. Ê, khoan uống đã. Khuya rồi, phun miếng đi hả? Ê, nè nè nè. Thua rồi thì uống rượu thôi. Ê nè, cái hết yếu. Sao tôi chạy vậy? Chuyện gì đây hả? Ê, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, ngồi xuống đi hả? Qua đây, ngồi xuống đi. Nè, mắc cỡ cái gì chứ, hung cái đi. Xong rồi á. Được khỏe hả? Một lát nữa tụi mình đi ăn khuya nha. Một lát nữa đừng từ chối anh á, đừng mà. Sao lại không khỏe chứ? Thì mắc cỡ cái gì chứ, hung cái đi. Nè. Uy, làm gì vậy?
Quay quay, anh không có gì chứ? Dù sao mình là cảnh sát mà. Đây là chỗ công cộng, kiểm điểm chút đi. Sorry nha, nhưng mà khó nhịn ghê lắm. Anh coi nè, đám gái này thật là đẹp quá. Đi. Quay. Tôi nghĩ là anh Cường có nói với cô tôi là bạn gái của anh. Từ nay xin cô đừng quấy rầy nữa. Bộ tưởng có thể là chùa sạch sao? Làm nghề chỉ để bị người ta chơi xệ rồi. Nói khó nghe một chút thì không biết đã ngủ biết bao nhiêu người đàn ông. Chỉ tưởng là anh Cường không ngại sao? Đàn ông trọng mặt mũi nhất. Giờ thì không ấy ngại thôi. Có đàn ông nào lại không ngại bạn gái mình đã bị thiệt thòi cho người ta? Nếu như mai mốt đãi tiệc thì không biết có mời luôn các anh em bên ngoài không? Chị với anh Cường không có kết quả tốt đâu. Anh Cường chỉ chơi với chị thôi. Tưởng là thiệt hả? Mẫn à, chuyện gì? Đám khách đang chờ em đó. Em không được khỏe, em về trước nha. Đừng có khóc nữa mà. Nếu nhà của em không nghèo thì đỡ biết mấy. Em không có bà thường. Tại sao phải đi làm karaoke chứ? Để người ta coi là điếm nữa. Lại để cho bạn của anh Cường rờ tay rờ chân của em. Em không biết phải làm sao giải thích với anh Cường. Ái Liên à, đây là ba của anh, má của anh. Chào bác trai, chào bác gái. Cô Liên, cô quen với thằng Đạt bao lâu rồi? Dạ 4 tháng mấy rồi. Cô làm nghề gì? Dạ Ái Liên đã từ chức rồi. Lúc xưa làm việc ở văn phòng. Muốn gạt bà từ lúc nào? Chú Trần đã nói hết với bà má rồi. Ông nói ông cặp chung con mình tình cấp bà. Có phải cổ không? Ái Liên không phải là người như ba má nghĩ đâu. Ba tiền đưa làm cô ra nước ngoài học. Bây giờ ba nói thẳng với cô, từ nay không được tới lui với cổ nữa. Ba à, yêu cầu của ba thiệt là quá đáng. Nếu còn phải gần cổ thì đừng kêu ba nữa. Con muốn chọc tức chết ba con sao? Ba má nghĩ tốt cho con thôi. Ba má cho con chút thời giờ để thấu hiểu Ái Liên nha. Con thật lòng với cổ mà. Cô với cổ ra sao cũng mặc. Nếu như muốn cưới cổ thì đừng hầu. Coi như bà đã chết đi. Bà, bà, má, bà. Ái Liên à, em đừng có để trong lòng nha. Anh phải bỏ mặc họ. Họ chỉ biết em đóng phim cấp 3 thôi. Đâu có thể nào không tiếp nhận em chứ. Thật ra quan trọng nhất là mình hợp nhau. Nếu không, mình đám cưới trước để họ khỏi phản đối. Anh Đạt à, anh có nghĩ tới mình có phải thiệt quá nhanh hay không? Có lẽ em chỉ không thích hợp với anh. Ái Liên à, tại sao chị không nói với tôi chứ? Chị nói là không chịu chụp ba cái thứ hình này mà. Chỗ này là 100 ngàn, chị cầm lấy đi trả nợ cho ba chị đã. Chị vì tôi cho nên. Tôi không có vĩ đại như vậy. Tôi muốn chia tay với anh Đạt. Chia tay? Anh Đạt sao? Anh nói tới ham tiền, hạ tiện, rồi cấp dậy với tôi. Tôi nghĩ từ nay anh không điện thoại cho tôi nữa. Sao chị phải làm như vậy? Tôi không muốn liều lĩnh tới anh nữa. Tôi không muốn anh phải hy sinh vì tôi. Sau lần đầu tiên khi tôi cởi áo trước ống kính, tôi đã biết không có đàn ông thích tôi. Khi bọn đàn ông thích mình, dĩ nhiên việc gì cũng không ngại.
Nhưng mà khi Cẩm Tịnh phai nhạt đi rồi sao? Tôi thiệt lo là trả không nổi cho ảnh. Con đường do tôi tự chọn, tôi không hề hối hận. Nếu đôi bên đều không có kết quả, sao không chia tay cho sớm? Đợi Cẩm Tịnh thêm sâu thì càng thêm đau khổ. Vẫn. Anh đã tới hả? Em qua chào hỏi với anh thôi. Em đã có khách mua hết gì hết rồi. Anh chờ em nha. Thôi đừng. Nè. Ừ? Coi như lần trước anh kém phong độ đi. Anh là đàn ông đó mà. Nhìn thấy những người đàn ông khá sợ mó em, dĩ nhiên là anh phải lên tiếng rồi. Không làm sao có mặt mũi nữa chứ. Khi anh quen với em đã biết em làm nghề gì rồi. Nên anh đã nghĩ thông suốt rồi. Tạm thời thì anh không có ái ngại đâu. Tạm thời thôi, chỉ là vấn đề sớm muộn. Em đi nha. Nè Mẫn à. Đúng rồi, có giờ ở với bạn gái nhiều chút. Tại sao cứ nói chuyện nghịch lại vậy? Ê nè, uống đi, em biết gì hả? Anh thua trình phụ nha. Uống đi hai em. Đó, tôi nữa đi. Đúng không? Uống tiếp đi. Uống đi. Nè, quánh tụi tì đi. Được. Nè, đánh cái gì ra cái này. Ra này. Cường à, sao dạo này tâm thần hoảng hốt vậy? Đừng nhắc nữa. Con vẫn biểu tôi đừng kiếm cổ nữa. Tưởng là tình trường thất ý thôi, không ngờ sự nghiệp cũng thất ý luôn. Trình cả đêm rồi vẫn bị hụt. Không thể nào đâu, tình báo này chính xác lắm đó mà. Bỏ đi, Mã Thiên Dình thì là con cáo già. Còn về con gái quen đường này thì anh hãy suy nghĩ cho kỹ, coi anh có thích người ta hay không. Đừng có lãng phí tinh thần hả? Cái tay lại đau hả? Cái bệnh cũ phòng táp thôi, bị đau mấy năm rồi. Không đắp thuốc giải thì không được. Phá án thì không cần gấp, từ từ thì sẽ được hả? Tới trước nha. Thì bảo quá, đã đi ập nhiều ổ của tôi. Nếu mà cứ vậy hoài không xong đâu. Tôi chết có nghĩa là anh chết. Anh yên tâm, tôi biết coi chừng nữa. Được vậy thì tốt. Có người. Không biết lễ phép hay sao, sao không gõ cửa? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Alo. Cường, anh nghe đi. Còn mở cái gì trong tay của tôi, lập tức tới cùng phi tới gặp tôi. Nếu không tới lập sáng đi. Xảy ra chuyện gì hả? Cần sợ, bỏ súng xuống đi, tôi không giết cậu đâu. Trả cổ phim cho tôi. Chú Kiệt, đừng có làm lớn chuyện thêm nha. Chú thả cổ đi, để tự thú tôi sẽ giúp chú. Giúp tôi? Cậu hại tôi thì đúng hơn.
Thường ngày tôi rất tốt với cậu. Cậu cho con đường sống tới đây có được không vậy? Tôi chỉ mong là sau khi hồi hưu cùng với vợ con của tôi sống vui vẻ cho hết kiếp này thôi. Trả lại cuốn phim cho tôi. Cuốn phim ở đây. Nhưng chú làm vậy, vợ con chú được vui vẻ hay sao chứ? Chú đã đi quá mức rồi đó, chú có biết không vậy? Cậu câm miệng. Trả phim cho tôi. Nếu gặp gì chết cậu. Đừng nhớ, đừng. Ông uy hiếp tôi cũng vô dụng thôi. Câm miệng. Chỉ cần tôi bấm nút này thì cả chiếc tàu sẽ bị nổ tung. Chú quyết định vậy đi. Tôi đưa chú. Cao lắm. Bơm sắp nổ rồi, nếu không mình sẽ chết đó. Đừng nhớ. Đừng. Nghe là anh nhảy xuống đi. Nhảy. Mẫn à, cô không sao chứ? Bác sĩ đã cho xuất viện, có nghĩa là không sao rồi. Sếp Cường không có tới thăm cô sao? Không có. À, đúng rồi, anh có sao không? Dĩ nhiên không sao. Luôn cả Mã Thiên Vinh cũng bị anh bắt luôn. Nhất định sẽ được thăng chức tăng lương. Có lẽ anh bận thôi. Chị còn bên cho anh nữa hả? Ai liền à? Tôi nghĩ tôi thiệt đã yêu ảnh. Lúc mà bị nổ tung, tôi chỉ còn lại có mình ảnh ở bên cạnh thôi. Cả việc mình sắp bị chết cũng không biết nữa. Chỉ là chuyện sau này không ai có thể ngờ trước được. Có lẽ sẽ được săn lông tóc bạc. Cho dù là chia tay cũng đã được vui vẻ. Nè, chị thích người ta, có biết người ta thích chị hay không? Baby đâu? À, về lâu rồi sao không thấy nó vậy? Baby. Alo. À, chào chút nha. Của chị. Alo. Ờ. Nè. Nè. Ai sang nơi cơ yêu. Chỉ sang yêu ý. Cơ vân. Chỉ vì quan tâm chị. 一疲惫的灵魂，即使把你当作孤孤单单的人，奈何未知的答案，谁又说得准？想好不容易向你飞奔。 幻想真真切切的温存，
Mấy con chó đều thất nơi đón chào em đó. Baby, nhớ quá đi. Xin lỗi nha, mấy hôm nay không có đi kiếm em, bận quá mà. Anh phải đi bắt Mã Thiên Vinh, lại phải nói rõ với Joyce. Nói rõ rồi, cậu đi về Anh Quốc. Quan trọng nhất là anh đã trút hết gia tài để sang lại cái tiệm chó này nè. Đám chó dễ thương không? Dễ thương, dễ thương. Thật ra anh vẫn còn giận đó nha. Anh thật không muốn em làm công quan. Nè, em nói biết nói chuyện với chó mà. Vậy được rồi, cai quản tiệm chó này cho anh. Anh nói cai quản là cai quản sao? Cai quản anh thì được, anh muốn nổi em hả? Mướn thì mướn không nổi đâu. Chỉ là muốn em là bà chủ, kiếm được bao nhiêu của em á là của anh thôi. Em à, gật đầu đi mà. Sure.